Dạ, xin chào cả nhà nha. Hôm nay em lên video số 80 nha cả nhà. Video hôm nay gồm có là 27 cần câu, toàn bộ là chất liệu carbon. Rồi giá bán trong video đã được bao ship nha cả nhà. Cả nhà nhận hàng kiểm tra và thanh toán nha. Rồi, dạ đầu tiên là em lên cây cần số 1 nha. Từ cây số 1, từ mã số 1 tới mã số 5 là 5 cây cần mới tinh ha. Rồi 5 cây cần mới chưa sử dụng. Cái thông số của từng cây như sau nha cả nhà. Cần là cần của hãng CV này, để ngay chỗ này nè, đây CV này. Chữ này chữ rod và gì đó, thì cái thông số là cây số 1 nha, cây số 1 thông số nó như sau là dài là 1m2, dạng cắm gốc nha cả nhà, 1m2, độ cứng là từ 50 tới 150 ha. Đây, đây chiều dài là 1,25m nè. Thu gọn của nó là 78 cm, nặng 195 g, ngọn là 4 ly 6, gốc là 16,5, gồm có hai khúc nha cả nhà. Đó. Thì giá bán cây số 1 này là 450 ngàn ha, bao ship nha, chất liệu là carbon nha cả nhà. Được. Cần mới tinh chưa sử dụng nha. Nó có 4 khoen. Khoen là khoen Fuji đá xám đen. Bát là bát Fuji. Đây. Rồi, từ số 1 là 450 nha. 450.000 bao ship. Cái số 2 cũng là y hệt vậy luôn. Cũng là cứng dài 1m2, cứng 80 tới 150. Đây ha, cứng 80 tới 150 đây. Thì nó cũng là 450 ngàn. Cây số 3. Cây số 3 cũng là dài 1m2, cứng 50 tới 120 nha cả nhà. Thì thông số cần nó ghi trên này ha. Đây kiến thức 1m25 nè, thu gọn 78 là nặng 190 g, ngọn là 4 ly 1, gốc là 16,5, gồm có hai khúc nha. Đây 50 120, cũng là 450. Tiếp đến mặt số 4 cũng là 450 ngàn, em bán đồng giá. Cây này là 1m2, cứng 80 tới 150 luôn ha. Đây, gọi là 4 ly 6 nè. Thông số này nha. Đây, cứng 80 tới 150. Tất cả đều là hãng mới tinh nha cả nhà, chưa sử dụng nữa. Cái này câu câu cái gì em chả biết, mà em thấy là đi câu bè ngon. Đi câu bè ở quê em á, câu đánh cá tra, ngồi trên cái xuồng nó nhỏ nhỏ, rất là gọn. Rồi, cái số 5 cũng là 450 ngàn bao ship nha, giá cực kỳ tốt. Cây này thì cứng 30 tới 70, ngọn là 3 ly 7, gốc 15,8, nặng 185 g. Giá là 450 ngàn bao ship nữa nha. Vì số 1 tới số 5. Độ cứng thì cả nhà tùy chọn ha. Rồi tới cây số 6. Cây số 6 thì là một cây ISO khoan lớn, cây Nissin. Cây này dài 3 mét nha cả nhà. Chất liệu là carbon. Đây, khoan lớn nè, cây này nó được thay cái đầu bu nha cả nhà. Đầu bu này đã được thay nha. Khoan không có bị gì hết. Khoan là khoan Fuji. Cây này rất là đẹp nha.
Edison thì cái nhà bếp đây. Không có chảy xước, không gì hết nha cả nhà. Là mát Edison. Đây, cây này thông số như sau nha. Mã số 6 này, nặng 170g, ngọn là 2 ly 2, dài 3m, giá 550.000 bao ship nha. Đến mã số 7. Mã số 7 là có một cây cần tây trở mái. Cây này của hãng Olympic. Đây của hãng Olympic nha cả nhà. Cây này còn khá là đẹp luôn. Cây cần tây trở mái. Bát nó còn đầy đủ, khoen bát nó còn khoen nó còn đầy đủ, không có thiếu gì đâu nha cả nhà, ngon lành luôn. Cây cần khá là đẹp luôn á. Rất là đẹp nha. Cái này nó thông số nó nè, số 1 là 45DX. Thì em thấy nó chỉ nó cứng nó khoảng từ 3 tới 3,5 H nha cả nhà, nếu mà so với cần tay ha. Thì đây, thông số nó mã số 7, nặng 120g. Gọi là 0.8, góc là 19.5. Độ cứng thì em đoán ước chừng là khoảng từ 3 tới 3,5 H nha cả nhà. Dài 4,5 m. À, thu gọn là còn 1 m nha cả nhà. Giá là 800.000 bao ship ha. Rất là đẹp luôn. Cây này cũng vậy, hầu như là nó không có trầy xước nha cả nhà. Nó chỉ có một hai chấm xước dăm dăm nhỏ nhỏ, một hai chấm vậy thôi. Rồi, giá 800.000 bao ship nha. Mã số 7, mã số 8. Đó là mã số 8 và cũng là một cây cần tây trở mái ha. Cây này là cây đai hoa. Hoa là bao quần mét ha. Cây này là nó có đi thông số là số 1 là 30U nè. Đai hoa, cây này cực kỳ nhẹ luôn cả nhà. Nhẹ bỏng à. Bát là bát titanium nè ha. Cây này rất là đẹp nha. Cây cái bò nó bao vừa mát. Nó là cây cần tay thoải mái nha cả nhà. Cực kỳ nhẹ luôn á. Cái khúc này nó cũng bằng carbon hay gì đó, bằng carbon mà nó bị tróc sơn nha cả nhà, nó tróc sơn này. Rồi, đây cái lỗi của cây này, cái lỗi đó duy nhất là cái chỗ này nó tróc sơn nha cả nhà. Đó, cái phần ngọn nó bị tróc miếng sơn này ha. Rồi, đó, nó bị tróc sơn nha.
Rồi cây này mã số 8, nặng có 70 g, gọn 0.8, gốc 19,5, cứng từ 3 tới 3 h rưỡi, dài 3 m ha. Thu gọn là 108 cm, giá là 900.000 bao ship nha cả nhà. Cực nhẹ luôn á, nhìn nhẹ bỏng á. Làm nó có cảm giác luôn. Rồi tiếp đến mã số 9. Mã số 9 thì có một cây cần lua. Cần lua mới đứng nha. Thì cây này là đây. Hay tất carbon pro lên gì đó. Cây này gỗ cắn bằng. Nó dịu nha cả nhà. Em không thấy cái thông số để lua ha. Mà cái này có cảm giác nó rất nó dịu lắm. Câu cái là khoen là khoen Fuji, Fuji đá xám nâu nha, khoen là khoen Fuji đá xám nâu. Trần thì còn khá là đẹp rồi, nó không có để thông số luôn gì nha, nhà dài 1m8. Rồi cây này là mã số 9, nặng 100 g, ngọn 1.8 ly, giá là 550.000 bao ship nha cả nhà. Thằng là thằng Fuji nha. Rồi mã số đây là mã số 9, giá là 550.000 bao ship. Tiếp đến là mã số 10. Mã số 10 giới thiệu với nhà cây lai dít nha, cây lai dít mấy ngang. Cây này là của Abu, đây, Abu Gassia. Cây này tên là Ocean Field. Cái này hàng China xuất Nhật nha cả nhà. Thì cây cần này nó gần như mới tinh. Bát là bát Fuji. Khoen này giống như khoen Fuji Akuna nha cả nhà. Cây này gần như mới tinh rồi ha. Đây thông số cần như sau nha. Đây. Cái này có chiều dài là 2 m nha cả nhà, 6,7 ft nha. Dít từ 40 tới 100 g ha. Dây VE là mát là dây 1.5 nha. Cái này gần như mới tinh là không có dấu trầy gì luôn, không có dấu trầy dấu xước gì luôn, cái nào trầy ra em báo liền. Đây mã số 10, nặng 140 g, ngọn 1.8 ly, dài 2 m ha, giá là 1.150.000 bao ship nha cả nhà. Dòng Abu này nó mảnh cần mà nó tải rất là khỏe ha. Rồi, mã số 10 giá 1.150.000 nha. Tiếp đến là mã 11. Mã 11 giới thiệu cả nhà một cây 2 khúc nha. Cây này là cây Ryobi. Đây bát là bát Fuji ha, quen là quen Fuji đá xám. Đây Ryobi, đây cứng 50, dài 2m1 nha cả nhà. Đây là có là 2 4
6, 8, 9, 10. 10 khoang bao gồm cả đầu bu nha cả nhà. Còn cũng còn là khá là đẹp. Không có trầy xước gì nhỉ. Đây, nó có chày một dấu, hai dấu, một hai dấu gì đó. Cán này cán cao su, đều mút. Cái này cũng còn khá là đẹp nữa nha. Hồ trợ bao xanh gì đó, đó. Rồi đây mã 11 nặng 260g, nó là 2 ly 2. Dài 2 mét móp, giá là 750 bao ship nha cả nhà. Rồi tiếp tục là mã 12. Mã 12 với thầy có nhà cây 2 khúc. Cây này là cây đánh bạo lực. Khoan là khoan Fuji đánh biển nha cả nhà. Đây, khoan là khoan Fuji biển nè. Đầu bu Fuji, đầu bu, đầu bu xích mô trài luôn nè, đó. Cái này cái dạng của nó giống như Kenjaki đó nha. Cái này là của Nissin đó. Đây, Nissin cứng 120, dài 2m1 nha. Đó, cái góc này y như Kenjaki, này bằng cao su, bát là bát Fuji, cán là cán gỗ. Carbon là carbon sắn như này nha, carbon CR. Cây này thì gồm có là 2, 4, 6, 7, 7 khoan bao gồm có đầu bu nha cả nhà. Dàn khoan nó cực kỳ đẹp luôn ha. Dày cui. Bự. Ui da. Dàn khoan. Cái này không có trầy xước gì nha cả nhà. Trong là mấy cần này nó cần đẹp không à. Không phải là cần dập gì đâu, cần nó rất là đẹp luôn. Dòng này là cái dòng đời xưa rồi. Như chỗ này keo nó bắt đầu nó ố, keo nó chỉ ố thôi nha, chứ không có ảnh hưởng gì luôn. Nhắc à, keo rồi nó ngã màu theo thời gian nữa. Rồi cái này là mã 12, nặng 350g, rộng là 4 ly, dài là 2m1, giá 950.000 bao ship nha cả nhà. Cái Nissin ha, Nissin đánh thôi rất là đã luôn. Đến là mã 13. Mã 13 giới thiệu được một nhà một cây, cây này là cây Suzumi. Đây, Suzumi, hàng China xuất Nhật nha, Suzumi. China xuất Nhật, cây này là dài 2m7 nè. 50 tới 120 phải không trời. Nè, đại tướng 80 này nha cả nhà. Cái này mới tinh nè. Đó. Mới can luôn. Tám mươi, 27. Anh này nó đến cái trà con. Đầu tướng 80 đến cái trà vừa. Bát là bát Fuji tem vàng. Cây mới tinh rồi ha. Cây này gồm có là 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 khoang bao gồm có đầu bu nha cả nhà.
Rồi. Cây này là 12. Nặng 300 gram, ngọn là 2,8 ly, dài 2,7, giá 900.000 bao ship nha cả nhà. Đến là mã 13. Mã 13 giới thiệu cả nhà cây đây qua Home The Lock. Đây qua Home The Lock. Cây này còn mới cực kỳ luôn. Đây. Không có trầy gì luôn nha cả nhà. Mới keng luôn. Bát là bát Fuji tem vàng. Dòng đây qua Home The Lock này nó cứng hơn cái dòng bình thường nha cả nhà. 50 của nó cứng phải là 70-80 của người ta. Đây 50 và 27 nè. Bát khoen là khoen Fuji đá xám nha. Cái này mới tinh nè. Cái này đẹp ghê. Cái này đẹp nha cả nhà. Nó không có trầy, không có dấu trầy luôn. Rồi, cái này mã 14. Nặng 370 gram, ngọn là 2,5 ly. Dài 2,7, giá 1,2 triệu bao ship nha cả nhà. Này 50 nó cứng hơn ta. Nó là carbon sắn X 2 lớp nha. Con sắn hay da. Anh em thì đâu có lạ gì cây này nữa. Nhiều khi mình nói nó thừa. Đến mã 15. Đây mã 15 em giới thiệu cái nhà một cây Ryobi. Cây này thì cây này là khoen xích lá nha. Mà nó mới cực kỳ luôn. Nó không có để thông số cứng nha cả nhà. Nó không có để thông số cứng nha, nhưng mà cái cây này nó rất là cứng luôn. Ngọn là ngọn tháp nha, nó chỉ cong được cái mỗi cái đầu ngọn thôi. Đó. Nó chỉ dịu được mỗi cái đầu ngọn thôi nha, còn từ cái khúc mà cái khoen thứ tư thứ năm gì trở vô là nó cứng ngắt. Nó mới cực kỳ luôn. Đây. Cái này là hàng Korea xuất Nhật nha. Cái bọn Ryobi đó. Nó mới keng luôn. Nó là khoen xích lá nha cả nhà. Nó gồm có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 khoen bao gồm cái đầu bu ha. Cực kỳ mới luôn. Nhìn nó bóng lưỡng là không có một dấu vết mà gọi là vết xước nhẹ luôn á. Không có vết xước gì luôn ha. Rồi, cây này là mã 15, nặng 235 gram, ngọn là 2 ly, chiều dài là 2,4 m, giá là 1,2 triệu bao ship nha cả nhà. Cực kỳ đẹp ha, đẹp nhẹ, cứng, 1,2 triệu bao ship nha cả nhà. Cực kỳ đẹp, nhẹ. Cực kỳ đẹp. Nhẹ. Rồi tiếp tục đến mã 16. Rồi xe chạy đi rồi. Đây mã 16 giới thiệu cái nhà cây đây qua.
cây đại qua cái này thông số nó để rất là lạ nha cả nhà. Đây qua cây này hàng Thái Lan để là V2 200 gì nè, nó 2m7 để 200 2m7 200 2m7 nè. Cái dàn khoan nó rất là lạ luôn, dàn khoan Fuji mà nó lạ, toàn bộ là Fuji xích nha cả nhà. Cây này rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha. Cây này 2m7 nhưng mà em đo cái chiều dài thực tế nó là 2m69 nha cả nhà. Có nghĩa là cái này là nó hụt cái đoạn này là 1 cm. 2m69. Đó. Em đo thực tế nó là 2m69 nha. Không biết là do cấu tạo của nó như vậy hay là nó hụt nha. Mà em đo chỉ có 2m69 thôi, chiều dài thực tế 2m69. Cây này nó cứng. Rồi nó để cái thông số chỗ này mà 200 á thì em nghĩ là nó không cứng tới 200 nha cả nhà. Nó không cứng tới 200 đâu nha. Nhưng mà nó khoảng 120 trở lên. 120, 150. Mà 200 thì không tới đâu. Tại vì 200 em có cái cần 200 rồi đó. Nó cứng rồi cái này. Cái này tầm nó khoảng 120, 150, 120. Không biết để 200 là cái gì ha. Và cái cần này thì rất là đẹp. Dòng khoen nó gồm có là 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoen bao gồm cái đầu bu nha các bạn nha. Cái khoen nó kiểu dáng rất là lạ luôn á, kiểu dáng nó nhìn giống như khoen nòng súng vậy đó, mà nó phình ra vậy đó. Mà nó là khoen xích không nha nha, toàn bộ khoen nó xích không ha. Toàn bộ là phải ra xích hết. Rồi. Nó màu là màu xanh rêu nha. Màu xanh rêu. Rất là đẹp. Rồi, cây này có mã số là 16, nặng 410 gram, ngọn 3,5 ly. Chiều dài thực tế là 2m69. 2m69 giá là 1,2 triệu bao ship nha cả nhà. Rồi tiếp đến là mã số 17 nha. Đây là một cây Shimano. Đây, Shimano. Cái này chịu vậy. Độ cứng là 50, dài 2m7. Made in Korea. Bát là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji đá xám. Đá xám nâu á. Đây, cần này còn rất là đẹp. Này cái nhà bây giờ vệ sinh lại ha. Em không có thời gian. Cuối năm công việc nó quá trời nhiều. Cái cần này còn rất là đẹp nha cả nhà. Không có trầy xước gì ha.
Nói chung là mấy cây cần này không có dày xước vậy cả nhà, cần nó cần đẹp không à. Rồi đây là mã 17, nặng 260 g, ngọn là 2 ly 2, dài 2m7, giá là 1 triệu bao ship nha cả nhà. Shimano ha. Rồi. Giá 1 triệu bao ship cho một cây Shimano. Đó là mã 18. Mã 18 giới thiệu luôn cả nhà một cây. Cây này của hãng gì trời? Cây này hàng made in Korea nha. À, các bạn Alpha Tackle. Đây. Power cam. Tướng 80 dài 2m7, cây này là khoen Fuji xích lá. Đây. Cái cần này thì rất là chắc, cái cầm có cảm giác nó rất là chắc tay luôn. Bát là bát Fuji rồi, Alpha Tackle luôn, bát mới tinh. Những cái đường này nó mới tinh thì đây nè. Cái này cũng mới tinh nè, 980 đó. Cái này cũng đánh cá tra sướng, 7 giờ tạm đánh luôn. Cái này gồm có là 3, 5, 7, 9, 10, 10 quen bao gồm cả đầu bu nha cả nhà. Đầu bộ là phải bu xích lá nha. Đây. Rồi, mã 18, nặng 350 g, ngọn là 2 ly 8, dài 2m7, giá 1 triệu 1, bao ship nha cả nhà. Mã 19 là một con cây cần lua. Cây này là cây ba khúc mà cái dạng gốc là gốc cắm gốc lở cả nhà. Đó, ba khúc. Đây là cây Shimano. Cây Shimano CC này. Đó, Sophie Game như là C-Bass này. Cây C-Bass, cây này đánh nước mặn này nha cả nhà. Cái này mới tinh nè. Mã 19 này nặng 195 g, ngọn 1 ly 7 này, dài là 3m1, giá là 1 triệu 2, bao ship nữa nha. Cái này mới tinh. Cái này là hàng made in Indonesia nha. Thông số của nó là lùa là 7-15 g, tải là từ 6-14 lb, mã code đầy đủ. Đó, đây là cái gốc nha, đây là gốc cần, đây là hai cái khúc, khúc giữa và khúc ngọn đây. Đây khoen Fuji, khoen thứ ba là Fuji 30 nha. Khoen này khoen Fuji xích luôn phải, Fuji xích nè. Giờ khoen nó khoen xích nha cả nhà. Cái đây gồm có là 2 4
5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 khoang bao gồm cả đầu bu nha cả nhà. Đây, một cây cần mới tinh ha. Mã 19, giá là 1.2 triệu bao ship. Cây này luôn cá chẽm. Đây, cây này cây luôn cá chẽm nha cả nhà. Siêu bát nè. Rồi, okay, mã 12 bao ship nha, 1.2 triệu bao ship luôn, 1.2 triệu mã 19. Tiếp tục là mã 20. Mã 20 là em có một cây 3 khúc. Cái này của hãng nào thì ta? Gọi là cầu bánh sắn nha cả nhà. Cái ba khúc này cứng 50, dài 3m3. Không thấy để cái hãng nào nữa. Em không thấy để cái hãng nào đó nha cả nhà. Một bát là bát Fuji tôm vàng ha. Đấy. Rất kép bờ gì đó, kép bờ gì đó. Trong là cái cần này nó cũng, cái cần này nó còn đẹp, không có bị trầy xước. Khoen là khoen Fuji đá xám. Em thích ghê, sẽ không thấy cái bên sắn này nha. Ở dưới cái lớp sơn này là nhìn nó sắn nè, nhìn ở ngoài thấy rõ hơn trong camera. Bit feel vessel lit gì đó. Rồi, cái này là mã 20, nặng 335g, gọn là 2 ly 2, giá là 850.000 bao ship nha. Thì cái này nó gồm có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 khoang bao gồm cái đầu bu nha cả nhà. Đây, cứng 50, dài 3m3. Giá 850 bao ship nha. Đó là mã 21. Mã 21 em có một cây đai qua không được lóc. Đây qua hôm nay lóc thì khỏi giới thiệu nhiều rồi ha cả nhà. Bát Fuji tem vàng, cứng 30, dài 3m, gồm có 3 khúc nha. Cứng 30 của con này nó tương đương với 50 của cây kia. Chỗ này nó có hơi xước một tí xíu nha cả nhà. Đó, hơi xước tí xíu ha. Hơi chạy nhẹ thôi. Cái này bát là bát Fuji tem vàng ha. Khoen là khoen Fuji đá xám nè. Cái này gồm có là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cây này gồm có 9 khoang bao gồm cả đầu bu nha cả nhà. 3, 6, 9, đúng rồi. Rồi cây này có 9 khoang bao gồm cả đầu bu ha.
đây mã 21 nặng 380g, ngọn là 2 ly 4, giá 950.000 bao ship nữa cả nhà. Cây form block nha, đó rồi, mã 21 giá 950. Cây Honda Lock cứng 30 dài 3 m. Tiếp đến là mã 22. Mã 22 giới thiệu cả nhà một cây. Ok, này nó cũng không có để cái hãng gì luôn á trời. Đây là cứng 50 và dài 3m3 nè. Đó là chỉ để là hai nè. Carbon rod nè. Cứng 50 dài 3m3. Thì cây này nó mới tinh nè. Rất là lạ. Mới tinh luôn á. Trắng ngọc trai nè, đây bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji đá sẫm đen luôn, sẫm nâu á, có 3, 6, 9, 10, cây này gồm có 10 khoen bao gồm cả đầu bu nha cả nhà, nó màu trắng nè, ngọc trai nè, rất là đẹp luôn á. Mới tin rồi. Mới kèm luôn. Mốt nó là không có cấn, không có gì luôn. Rồi, cây này là mã 22, nặng 370g, là ngọn 3 ly, dài 3m3, giá là 1 triệu bao ship nha cả nhà. Giá cực kỳ top. Rồi, giá 1 triệu bao ship. Đó là mã 23. Mã 23 là em giới thiệu cả nhà một cây cây này cái hiệu gì cũng không thấy luôn trời. Đây hiệu gì là em thua. Đó. Tự để 5 năm mà chả biết nè, ếch là 360 nè, không có để độ cứng nhiều, nó để như vậy nè, em không hiểu được mấy cái này vậy đó nha. Cái nhà có ai biết thì chỉ cho em biết nha, cái nào mà không biết thì mình nói không biết thôi. Dòng đời cao nè, cái này thì rất là đẹp nha, bát là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji đá đen, đá xám, nâu. Cây này gồm có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 khoen bao gồm cả đầu bu nha cả nhà. Đầu bu là đầu bu xích luôn. Cây này thì nó rất là đẹp. Cây này nó dẻo quá nha. Đó, rất là dẻo luôn nha. Nó dẻo quá vậy, em có cảm giác nó dẻo nguyên cây luôn.
Cây này đánh cái gì mình không biết luôn ha. Đâu phải cái gì cũng biết đâu. Rồi, cây này mã 23, nặng 370g, ngọn 3 ly, dài 3m6, giá là 1 triệu bao ship luôn nha cả nhà. Cây cần rất là đẹp luôn nha, không trầy không xước không gì hết. Thế nào có xước là em chỉ liền à, em báo liền đó, ngay lập tức để anh em ta mua về đã không có về có cái ấn tượng đầu tiên rồi, biết nó chày vô đó rồi. Dễ chứ mua về cái mua về nó mới về dở nó chày nó không vui lắm. Bóng lưỡng đen thui rồi, giá 1 triệu bao ship, mã 23, cây dài 3m6. Rồi, tiếp đến là mã 24. Mã 24 giới thiệu đến một cái nhà cây ba khúc nha. Cây này là cây Olympic. Đây, cây cần này thì mới tin nè, cái cây này nó có một cái điểm rất là lạ nè, cứng 80 giờ 3m6 ha, cán là cán bần nè. Đây, khúc này bằng gỗ, khúc này gỗ bần nè, bát là bát Fuji tem vàng, vàng khoen là toàn bộ là vàng khoen Fuji xích đó. 80 giờ 3m6, toàn bộ là phen Fuji xích hết. Khoen nó khoen nhỏ vậy nha. Đây. Đó. Nhà khoen nhỏ nha. Thì cái cây này nó em có cái điều rất là lạ. Nó cứng 80 mà cái cần này nó mềm, nó dẻo lắm. Có cảm giác là nó dẻo, mình cầm nó vui, dẻo vui như cần luôn á. Không hiểu là họ đo cái thông số 80 theo cái tiêu chuẩn nào nữa, là cái cần này để câu cái gì thì mình cũng chả hiểu luôn. Mà đặc biệt là cái phôi của carbon của cây này nó cực kỳ dày luôn đó nha. Là cái phôi của nó rất là dày luôn á. Cái này cái phôi này nó không lạnh luôn. Cái phôi nó dày trời ơi luôn. Cái lớp này là cái lớp bà bịch cái đầu lóng thì mình không tính gì ha. Đó, trừ ra cho đây là cái phôi nó dày, nó không lạnh luôn. Bởi vì nó nặng đó, cái quỷ này nó nặng nè, 24 là nặng tới 580g mà. Ngọn là 3.6 nha, dài 3.6 nè, giá bán là 1 triệu bao ship nha cả nhà. Cái cần mới tinh nè, mới ken luôn á. Cả nhà cứ nghiên cứu ra. Nhà anh em nào biết về cái cần này để câu cái gì thì cái gì nhắn cho mình biết với nha, mở gọi là học hỏi thêm. Chứ mình xưa đến giờ em đâu có câu được mấy cái cần này đâu mà. Không có điều kiện để mà đi sử dụng những cái cây này để câu cái gì xa xa, để mình đi làm suốt. Rồi, mã 24, giá là 1 triệu bao ship nha cả nhà. Thì Olympic mới tin thôi.
Đó, cái này thứ nhất là cái khoang nó nhiều, nó rất là nhiều khoang nha cả nhà. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Đó, 17 khoang là bao gồm cái đầu bu nha cả nhà. 17 cái khoang xích thôi. Đó, 80 em thắc mắc, 80 mà nó rất là dịu cái cần luôn. Gọi là nó mềm ạc thì nó không phải. Nó dịu, nó cảm giác cái cần nó rất là dịu luôn. Và đặc biệt cái phôi của nó, cái phôi nó đã thiệt đã luôn. Về cui dày cũng lạnh luôn. Rồi, mã 24 giá 1 triệu bao ship nha. Đó là mã 25. Đây, mã 25 có một cây ba khúc cũng là mới tinh. Cây này Ryobi nè. Nhắc in Korea ha. Cán là cán gỗ bằng. Cọc bọc mút luôn. Bọc là bươi lông nè. Chưa gỡ luôn. Cây này dài 3,9 m nha cả nhà. Chói quá. Thôi không có lượng. Lát gì nè, đó ít ớt mút xin gì nè, đó 3,9 m. Ui, đừng có cười em nha, tiếng Anh tiếng U gì thua. Cái nhà ai đọc thì đọc cái gì, già rồi cũng chả có thời gian để đi học hành gì đó. Đầu là đầu Fuji xích nha cả nhà, đầu xích nha. Khoen là khoen Fuji đá xám. Bát là bát Fuji tam vàng. Thì cần thì mới tinh, không có dấu cày gì luôn. Cây này gồm có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cây này gồm có 18 khoen nha cả nhà. 18 khoen bao gồm cả đầu bu, dài 3,9 m. Đó, thì cái cần này nó mềm, đó, dẻo. Cái cần này em nó án chân này nó chỉ cứng tầm khoảng chừng 40, 30, 40 nha cả nhà, cỡ 40, 30 thì hơn, cỡ 40 đó. Đây, mã 25, nặng 400 g, gọn là 2,7 m, dài 3,9 m, giá cũng 1 triệu qua ship nha. Tan, tan, tan. Thì cần mới ken sao ben. Đó, anh em thấy câu cái gì phù hợp với nhu cầu mà câu kéo gì của mình á, thì lấy ha. 39, 39 thì không biết câu cái gì. Đến mã 26. Đây, 26 có một cây đầy hoa. Cây ba khúc, cây đây qua không được lóc luôn. Cây này thì màu xanh nó cực kỳ đẹp nha cả nhà. Màu xanh rất là đẹp luôn á. Dàn khoan là khoan Fuji xích súng, Fuji xích cầm súng á. Đây, cây cần mới tinh. Mới càng luôn ha. Mút nữa là không có dấu cấn gì luôn. Đây, cây này là đọc thông số luôn là 26, nặng 340 g, gọn là 2 ly, dài 3 m, giá 1,4 triệu bao ship nha cả nhà. Mới kèn hàng mắc in Korea, cứng 50, dài 3 m.
Quay kèn luôn ha, không có dấu xước, không có gì luôn. Ở nhà cứ nhìn theo cái ánh bóng cho cái đèn này nè, có dấu xước là thấy liền nè, dấu xước nhỏ là cũng thấy nó cũng lòi ra luôn đấy, chứ đừng có nó kêu mà xước lớn. Cái đèn sôi là cái nào cũng lòi hết, nó có xước cái là lòi ra liền. Đây nó chạy dấu được cả nhà ơi, đây nó chạy dấu nha. Mày trốn hả mày? Đó, đây là phần góc nha. Đây, đây là bảo hiểm gì các thứ, cao su. Đây, lóng thứ hai. Đây, bùi xích lòng súng ha. Chỉ cần nó chỉ có chạy một cái dấu ở dưới cái góc nãy thôi nha cả nhà. Lỗng thứ hai, đây là lỗng ngọn. Rồi, quá đẹp. Rồi, mã 26, giá là 1,4 triệu bao ship nha, kính 50 dài 3 mét. Tiếp đến mã 27, mã 27 có cây cần súp, cây này là cây Olympic, là cây súp 390, 3,9 mét nha cả nhà. Đây, tập phòng số luôn, 27 là nặng 500g, còn 2 ly rưỡi, giá 900.000 bao ship nha. Cái cần rất là đẹp nha. Cái này là em kiểm tra là nó không có trầy, không có gì hết. Nguyên bản không có hụt miếng nào nha cả nhà. Không có hụt miếng nào luôn ha. Không trầy không gì hết. Cái này nó không có để độ cứng bi nhiêu hết nha cả nhà. Nó chỉ để là vậy thôi ha. Đây, GS Sub 390 rồi đó. Chỉ có chỗ đó thôi, độ cứng của nó thì em nhắm chừng là khoảng từ 25-27 gì thôi nha cả nhà, của cần súp 25-27 gì thôi nha. Đây, mã 27, mã 27 giá 900.000 bao ship luôn. Đến là mã 28 rồi, em có cây này, cây Ryobi. Đây, cây mã 28 là hạng 470g, ngọn 2 ly, giá 950 nha cả nhà. Cái này cái bọc carbon nó ánh lên cái màu xanh rất là đẹp luôn, ánh màu xanh cực kỳ đẹp, cái này rất là đẹp luôn nha cả nhà. Chỗ này nhung đó. Đây là một số của nó, cứng DX ha, DX Super Light 3,9, 390S nè, 390S. Đây, DX
đề thì cứng cũng tại cỡ 25 27 gì thôi. Đó, cây này cũng còn rất cực kỳ đẹp luôn. Cây này anh em đánh được lục dần dần đánh đầu cần chơi là đánh đánh bạc bãi gì đó. Nói chung là em dân miền Tây thử ra những cái dòng cần này để câu cái gì thì em chỉ biết nó chỉ là như vậy thôi nha, chứ chưa có bao giờ thấy ai đánh mấy cái cần này ở khu vực của em ở ấy. Cái dòng cần này đánh mà chơi cái thể loại này thì chỉ có anh em ở ngoài miền ngoài ha. Rồi trong em mà sử dụng cái cần này thì rất là ít, hầu như em chưa thấy luôn. Em chưa thấy anh em nào ở đây đánh những cái dòng cần này nha cả nhà. Có thể là có nhưng mà tại em không thấy đó. Rồi đây mã 28, mã cuối cùng, nặng 470g, gọi 2 ly, giá 950.000, bao ship nha cả nhà. Dạ rồi, em vừa giới thiệu đến cả nhà là lô 28 gần câu ha. Cả nhà đặt hàng để liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo cho cả nhà. Số điện thoại em để dưới phần tiêu đề ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Còn có 1 tháng nữa Tết rồi, ráng rồi cả nhà. Anh em rồi chuẩn bị về quê ăn Tết nha. Anh em rồi ở Vĩnh Long thì về ghé em uống cà phê nha. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở một video tiếp theo nhé. Bye bye.